Hello. Chào cả nhà nha. Hôm nay ba anh em mình làm chuyến đi săn cuối tuần. Dạ. Dạ. Mềm bếp. Mày hiểu nó ra. Nó dạng như dây thun vòng của mình vậy đó, mà cái này nó chế ra thành một miếng bự vậy đó, là mình cắt ra. Được luôn. Trời ơi trời, bắn kỳ trời. Giờ mấy anh em đi được con dạng nè mọi người, còn sống. Đây mấy anh em làm một chuyến đi săn trên ruộng người ta mới cắt lúa xong nha cả nhà. Hôm nay là có ba anh em mình với Sang với Tấm Tủ đi. Giờ để xe ở ngoài lộ thì thợ mắc cho nên mình chạy vô ruộng luôn. Ruộng này là ruộng trên ở cái miệt Định Biên Chi Tôn An Giang nha. Đây có rất nhiều cây lốt luôn. Mấy anh em mình sẽ dự định đi săn trong cái gò đó mọi người. Giờ mấy anh em đi được con dạc nè mọi người, còn sống nè. Quá bự, còn sống. Tấm Tủ bắn nha, ghi công. Dạc non nha, chứ không phải dạc qua đâu. Dạc xám nhưng mà nó còn non, có bông vậy mọi người. Vốn nó lớn lên nó sẽ có màu xám, xám với màu trắng. Nó thay lông, cái nó thành xám. Rồi bây giờ bỏ vô bọc rồi mấy anh em mình vô cái gò này nha. Vậy mới dương là phạt, được rồi. Trời ơi trời, bắn kỳ trời. Xong. Hả? Ờ, vậy mới ghê chứ. Cái từ từ. Bay vào ảnh đó đó, chỗ con rẽ hết á. Ừ, chậm hết này đi cho mấy ảnh bay ra. Ờ, đang đi qua ông nè. Tám hạng con dạt nữa nghe mọi người. Headshot nè, bể đầu. Ngang táo luôn. Nát cái áo luôn. Rồi mình mới bắn con bịp gớt đây nè, đóng tiêu luôn rồi. Đi luôn. Cây nào không biết nữa. Được chưa? Rồi. Sống luôn. Rồi, đây anh em nữa. Đi dài ra cái bắn miệng bẹp này cái để lên xe cái. Ừ. Nó bắn bằng đêm á. Rồi một con miệng bẹp nó bay ở đây nữa ha. Nãy giờ đứng đó đó. Vậy đó hả? Đứng bên cạnh. Cứ kìa cái miệng bẹp kìa. Ờ. Hai anh em mình chi đuổi cái gò này nè. Thằng Sang nó đi ra ngoài nó dí mấy con giạt chỗ ba vô. Hai anh em mình thì núp ở trong cái gò này bắn ra ngang cả nhà. Thì cỡ này mình bận việc nhiều cho nên mình không ra clip được. Lâu lâu nghỉ một bữa mới đi với mấy anh em. Thêm mọi người theo dõi nhớ đăng ký ủng hộ mình nha. Rượt luôn. Rượt qua cái dăm luôn. Phan đứng yên sang, anh bắn dạt sang đừng nhúc nhích nghe sang. Đừng nhúc nhích nghe. Rồi. Một con nữa kìa. Rồi bay luôn rồi. Xa quá, tao tính nhìn cho kỹ vô. Ngồi xuống dòm lên sang ơi. Nó núp trong lùng á. Kỹ vô. Đạp đây, đạp đây. Đạp ở dưới đi. Đó, đó, đó.
đuổi theo. Bụi tre, bụi tre, nhìn kỹ vô thấy không? Tới đâu rồi? À dạ. Mệt quá. Ôi, nó núp trong lùm khó bắn lắm nghe mọi người. Ừ, từ từ. Đừng gấp. Tao ơi, xíu, nghe cái đầu rồi. Đuổi đi. Bụi tre luôn á. Đừng có đuổi. Thì rời khỏi cái gò đó để mà đi ăn đó mọi người, tại vì mấy anh em mình đi hồi lúc 9 giờ mấy 10 giờ chưa có ăn cơm ở nhà nên đói bụng lắm rồi. Giờ mình sẽ vô cái quán giữa đồng, bây giờ là 1 giờ mình sẽ vô cái quán ở giữa đồng để ăn mì tôm nha, rồi mình sẽ quay trở lại cái gò này để mà lù phá rối mấy em bìm bìm nữa, kiếm thêm một hai em nữa về tối ba anh em lại ra cho rồi mọi người theo dõi nha. Vô đây để ăn mì, trong cái này người ta nuôi vịt người ta bán đồ luôn. Luồn về uống. Ừ, thấy không máng. Ui, ăn mì. Chính rồi. Gì vậy? Gì? Đi săn rồi. Ừ. Thấy tao đi nãy nè, giả bộ điện vậy. Không nghe điếm thúi lắm. Đi điện coi có rủ anh không? Dặn heo gần nên dặn. Cứ lấy cái mấy mét để mong câu. Mấy chục mét là chính xác. Chết ngay cái lưng nó tàu. Ê, 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 còn con nữa. Nhìn nó đi sang. Im im im, đừng có đi tới, đứng đó đây.
Bay ra giờ 8 u. Bay ra rồi. Đấy rồi đó. Sụp bọt rồi đó. Sụp rồi đó tám ơi. Xuống lại rồi đó. Nó chúi cái đầu xuống á. Nó chúi cái đầu xuống giữa bụi nè. Lấy luôn á. Bà mẹ vô bụi tre. Chẳng leo dẫn này sao? Con dính mềm mịp trong bụi tre này bây giờ. Tìm cách khiều nó ra. Khó lắm mọi người. Lấy ngay luôn nè. Ừ, rất là vất vả. Ăn rồi. Tôi thui thấy mẹ vậy đó. Ừ. Rồi thọt mấy cây kia rung rung cho nó rớt xuống. Ừ. Giờ 8 đứng ở đây. Có cây đâu? Cái cây đâu? Bên kia đâu? Lồ. Cái kìa. Rồi. Mới chạy ngược lại nè. Con chuột cứ nói tự. Bà anh cây chết luôn rồi. Thấy không? Đang gần, đang gần. Sang bước, bước vô đó sang, bước vô đó. Thấy nào? Bước vô đó đi, bước vô đó nhanh vô. Bước vô đó đó. Ờ, ngồi đó đừng cho chạy ra. Tao gặp tao đâm luôn. Nó nín. Rồi. Nè. Trời ơi, đụng. Trời ơi, lại chỗ trống đó coi. Lại chỗ trống đó ngồi. Rồi chưa? Chụp nó đi. Giờ 8 đứng ở đây. Chạy qua lông. Con bìm bịp. Nó núp ở trong đó. Đâu? Chạy nó kỹ tự mới sụt chạy ngang nè. Chạy nó có thằng chuột có lông nữa kìa. Mày núp vô góc tre đây. Mày hiểu nó ra. Ý còn còn không? Còn còn ngắt ngư. Đó ngư. Trời. Dạ. Chọc nó ra ngoài đi, nó muốn đi rồi. Chọc nó nhảy ra ngoài luôn. Được chưa? Chưa. Được nãy vô cái đầu nó giờ. Đưa cái đầu giờ. Kiếm cây nào im im nó thọt nữa. Kìa, tại sao lưng anh kìa. Trên chỗ mấy con chim á, có cây bự á. Cây bự nó đậm nãy á. Chỗ nãy có con cò lét bự. Chạy vòng vòng vòng. Thầy mẹ đi. Biết nó đầu kiếm. Nhảy ngoài đó. Thấy chưa? Nhảy trên đó, ngoài đó. Trên đó chú mừng. Mày. Mày. Đâu rồi? Bắn vớt ra ngoài nha cha. Đâu rồi? Bắn
Ở lên rồi đó, lên rồi đó. Không có thấy. Chúng cây tre không á? Nhảy nữa giờ. Chúng cây tre không? Bỏ đi. Bỏ đi sang. Để nó bay. Ôi. Đó ngay đó. Chưa nữa. Ê, chạy nữa. Cho nó ra ngoài đi. Bài rồi xong rồi đó. Lấy cây dài của ông á mới thọt ra được. Chết beo rồi. Cây nãy đâu? Cây nãy ngắn ngủn à. Em đi lấy cái cây dài ông bỏ đâu? Lúc đằng đổ đi thọt cái nãy á. Đây bắn con mình biệp. Được mà vô lụm khó quá trời luôn mấy cháu. Ui da. Ui da. Tí á. Chạy hả mày? Một cặp nha mọi người. Dạ không. Cái con chuột thấy đó chứ rồi. Chuột mắc cũ lắm mà. Dí chung lùm được. Một em chuột nữa nha. Bắn đầu. Hết sọt luôn. Rồi mấy anh em đi dài xuống cái ô này nữa. Tám năm nhậu hả? Ừ. Mình muốn lấy hay là quốc riêng nội thôi chứ. Muốn nhậu thì đeo lên nhà ông xong á. Rồi. Chuyện ổng kia cũng bằng này có nhậu. Đầy quá nhiều rồi. Đầy bọng luôn rồi. Lấy ra hết được luôn. Môi ra. Chết trơn. Chết hết trơn. Hai con dạt, bốn con mềm biệp, hai con còn cọt, con chuột, con sáo, chim đen. Mất kính thôi gớt đâu mất tiêu luôn trời. Mất kính gớt mất tiêu rồi. Bỏ đâu? Gớt mất tiêu rồi. Đâu gì? Không biết nữa. Kính đen à. Kính xanh xanh á. Rớt mắt rồi. Quay chưa? Để đi thấy để như là. Ừ. Đây, đây chuột. Con cọt, sáo, chim đen. Cọt. Dạt. Dạt. Bìm bẹp. Bìm bẹp. Bìm bịp nữa nè. Đấy là bìm bịp nữa nè. Đó, ghê chưa, ghê chưa. Hello. Chào cả nhà nha. Hôm nay ba anh em mình làm chuyến đi săn cuối tuần cũng được khá khá rồi. Rồi chúc mọi người xem clip vui vẻ với có ngày nghỉ cuối tuần thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình nha. Nhớ đăng ký ủng hộ mình nha. Cho một ly ke.